Xin kính chào quý vị và các bạn. Xung đột giành quyền kiểm soát tại quần đảo Trường Sa 1988 là sự kiện xung đột khi Hải quân Trung Quốc tấn công vũ trang hòng chiếm đóng bãi đá Kolin, bãi đá Lendao và bãi đá Gạc Ma đang được Hải quân Nhân dân Việt Nam cho người bảo vệ và đang xây công trình trên các đảo này. Bố trí kiểm soát Trường Sa của các nước như sau: Việt Nam giữ 3 đảo, Trường Sa, Nam Yết và Sinh Tồn. Ngoài 3 đảo, Việt Nam còn chiếm 3 cồn cát cùng 15 đá san hô. Tổng cộng 21 đơn vị nằm ở phía tây và trung tâm quần đảo. Philippines chiếm tổng cộng 8 đơn vị, Đài Loan chiếm đảo Ba Bình, Malaysia chiếm giữ 1 đảo và 4 đá, tuyên bố chủ quyền với một số đảo khác ở phía đông. Brunei không giữ đảo nào nhưng tuyên bố chủ quyền đánh cá đặc quyền tại một bộ phận quần đảo. Trung Quốc chiếm 2 đá là đá chữ thập và đá Gaven cùng 6 đá chìm, tổng cộng 8 đơn vị ở phía bắc quần đảo. Từ năm 1956 đến năm 1975, quần đảo Trường Sa thuộc sự quản lý của Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi tiếp thu quyền kiểm soát từ Pháp, năm 1963, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đưa tàu ra dựng bia ở một số đảo, nhưng sau đó rút đi và không đồn trú lâu dài. Năm 1970, Philippines đã tổ chức chiếm giữ đảo Song Tử Đông, đảo Thị Tứ, đảo Loại Ta và 4 đảo nữa. Theo như đại tá về hưu Hải quân Philippines kể lại thì các đảo khi đó hoàn toàn hoang vắng, Philippines chiếm đóng dễ dàng. Chỉ khi tới đảo Song Tử Tây, họ mới thấy quân Việt Nam Cộng Hòa đóng ở đây. Quân Philippines báo về sở chỉ huy, được chỉ thị cứ để mặc như vậy. Lính Việt Nam Cộng Hòa ở đó cũng để yên cho quân Philippines hành động. Sau chiến dịch, Philippines chiếm giữ đến ngày nay 6 đảo nổi và bãi đá mà không cần nổ súng. Sau vụ chiếm đóng, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cũng không hề lên tiếng gì. Năm 1956, Đài Loan điều tàu đến đảo Ba Bình. Đây là đảo lớn nhất quần đảo Trường Sa, khi đó thuộc quyền quản lý của Việt Nam Cộng Hòa. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã không có hành động gì để phản đối. Nhân dịp lễ song thập mùng 10 tháng 10 của Đài Loan, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã ra lệnh cho quân rút khỏi đảo Ba Bình. Đài Loan giành quyền kiểm soát hòn đảo mà không cần phải nổ súng. Ngày nay, đảo Ba Bình được Đài Loan biến thành một pháo đài với nhiều công sự phòng thủ kiên cố, có một đường băng cho phép máy bay vận tải C-130 Hercules lên xuống. Một điểm đặc biệt là sự phối hợp lẫn nhau của Đài Loan và Trung Quốc trong việc tuyên bố chủ quyền và mở rộng kiểm soát tại quần đảo. Dù cả Đài Loan và Trung Quốc đều không công nhận nhau là chính phủ hợp pháp của Trung Hoa, song cả hai đều có chung lập trường rằng quần đảo Trường Sa là thuộc chủ quyền của người Trung Quốc. Tháng 3 năm 1988, khi Trung Quốc xung đột với Việt Nam, quân Đài Loan trên đảo Ba Bình đã tiếp tế lương thực và nước uống cho quân Trung Quốc. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đài Loan là Trịnh Vi Nguyên công khai tuyên bố nếu chiến tranh nổ ra, quân đội quốc gia tức Đài Loan sẽ rút quân đội của Đảng Cộng sản. Năm 1975, trong chiến dịch Trường Sa và các đảo trên Biển Đông, Hải quân Nhân dân Việt Nam nhanh chóng giành quyền kiểm soát tất cả các đảo mà Việt Nam Cộng Hòa đang giữ. Tuy nhiên, một số đảo ở phía đông đã rơi vào tay Đài Loan, Philippines và Malaysia từ trước. Tháng 9 năm 1975, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã điều động và thành lập Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 126, gồm 2 trung đoàn để phòng thủ quần đảo quan trọng thuộc tỉnh Khánh Hòa. Trường Sa cách khoảng 750 hải lý nên không nằm trong thềm lục địa của Trung Hoa. Quần đảo Trường Sa là một nhóm gồm hơn 100 đảo san hô, cồn cát, được bao quanh bởi những ngư trường lớn và giàu dầu mỏ. Hiện vùng mở rộng diện tích của nó vẫn còn chưa được biết và đang trong vòng tranh cãi. Việt Nam, Đài Loan và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền trên toàn bộ quần đảo. Trong khi Brunei, Malaysia và Philippines mỗi nước tuyên bố chủ quyền từng phần. Trong lịch sử, đã từng có rất nhiều tranh chấp chủ quyền tại đây. Các nước tham gia đều có quân đội đóng trên từng phần của quần đảo Trường Sa và kiểm soát nhiều căn cứ khác nhau. Đài Loan chiếm đảo lớn nhất là đảo Ba Bình. Theo các tài liệu Việt Nam, ít nhất từ năm 1816, dưới đời vua Gia Long, nhà Nguyễn Việt Nam đã chiếm cứ công khai và thực hiện chủ quyền một cách liên tục với các hải đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sau khi chiếm được Đại Nam, tức Việt Nam thời nhà Nguyễn, nước Pháp tiếp tục thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Theo phía Việt Nam, lịch sử Trung Quốc không có bằng chứng đủ để chứng minh rằng họ đã liên tục chiếm cứ Hoàng Sa, Trường Sa. Bản đồ xuất bản năm 1904 ghi rõ, cực Nam Trung Quốc là đảo Hải Nam, không hề bao gồm Hoàng Sa, Trường Sa. Ngược lại, phía Trung Quốc cũng tuyên bố, họ có chủ quyền từ suốt 2.000 năm qua đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, từ thời kỳ nhà Đường và nhà Tống. Và có một số bằng chứng về nơi cư trú của người Trung Quốc trên các đảo trong giai đoạn này. Đế quốc Nhật Bản cũng tranh giành chủ quyền với Pháp về quần đảo Trường Sa. Năm 1933, họ đưa ra bằng chứng về việc khai mỏ phốt phát của các công dân Nhật. Từ năm 1939 đến năm 1941, Nhật dùng vũ lực chiếm quần đảo Trường Sa và tiếp tục kiểm soát nó tới cuối Chiến tranh Thế giới thứ hai, cai quản vùng này như một phần của Đài Loan thuộc Nhật. Đến năm 1951,
Nhật Bản ký hiệp ước San Francisco, chấp nhận từ bỏ mọi quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngày 7 tháng 7 năm 1951, Trần Văn Hữu, Chủ tịch Phái đoàn Chính phủ Quốc gia Việt Nam, thời điểm đó nằm trong Liên hiệp Pháp, tức là thuộc sự kiểm soát của nước Pháp, tới dự hội nghị San Francisco về hiệp ước hòa bình với Nhật Bản, tuyên bố rằng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ lâu đã thuộc về lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, tuyên bố này không được hội nghị công nhận do một số nước khác cũng tuyên bố chủ quyền tại đây. Vì nhiều tranh cãi giữa các bên, vấn đề quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa bị bỏ ngỏ, hội nghị không xác nhận chủ quyền của bất kỳ nước nào tại hai quần đảo này, chúng được xem là vô chủ. Đến ngày 22 tháng 10 năm 1956, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tuyên bố Trường Sa thuộc tỉnh Phước Tuy và thực hiện chủ quyền tại đây. Ngày 4 tháng 9 năm 1958, Chính phủ Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa ra bản quyết định về hải phận 12 hải lý của Trung Quốc, trong đó có đề cập tới Hoàng Sa và Trường Sa. Sau đó Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa Phạm Văn Đồng có gửi một công hàm cho Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai. Về sau công hàm này bị phía Trung Quốc diễn giải là sự thừa nhận của Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa về chủ quyền của Trung Quốc đối với Trường Sa và Hoàng Sa. Theo báo Đại Đoàn Kết, một tờ báo chính thống của nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho rằng Bắc Kinh đã diễn giải công hàm này một cách xuyên tạc, khi nội dung không đề cập đến Hoàng Sa và Trường Sa, không hề tuyên bố từ bỏ chủ quyền với hai quần đảo này mà chỉ công nhận hải phận 12 hải lý của Trung Quốc. Về phương diện luật pháp quốc tế, Hoàng Sa và Trường Sa vào thời điểm từ năm 1958 đến năm 1975 không thuộc quyền quản lý của Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, nên chính phủ này không có nghĩa vụ và quyền hạn hành xử chủ quyền tại hai quần đảo nói trên. Hoàng Sa và Trường Sa lúc đó trên danh nghĩa thuộc quyền quản lý của hai chính phủ tồn tại song song ở miền Nam Việt Nam, khi đó Việt Nam Cộng Hòa và Cộng Hòa miền Nam Việt Nam. Nên trong tranh chấp hai quần đảo này vào thời điểm năm 1958 đến năm 1975, lời tuyên bố của Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa được xem như của một quốc gia thứ ba không có ảnh hưởng đến vụ tranh chấp. Ngày 15 tháng 3 năm 1979, Bộ Ngoại giao Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước duy nhất kế thừa tất cả các nhà nước tồn tại trên lãnh thổ Việt Nam trước năm 1976, bao gồm cả hai nhà nước trước đó là Cộng Hòa miền Nam Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa, từng tuyên bố chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, đã lên án việc Trung Quốc đánh chiếm trái phép các quần đảo này vào năm 1956 và năm 1974. Ngày 28 tháng 9 năm 1979, Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố sách trắng, giới thiệu 19 tài liệu chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Năm 1971, Malaysia đưa ra tuyên bố chủ quyền đối với một số đảo thuộc quần đảo này, tới năm 1983 đã chiếm trọn được một đảo. Năm 1984, Brunei thiết lập một vùng đánh cá đặc quyền gồm cả đảo Chìm Lusa ở phía nam quần đảo Trường Sa, nhưng không công khai. Với những mâu thuẫn không thể đàm phán được bằng ngoại giao, cuộc xung đột cuối cùng đã nổ ra. Trong những tháng đầu năm 1988, lần đầu tiên Hải quân Trung Quốc cho quân chiếm đóng một số bãi đá thuộc khu vực quần đảo Trường Sa, chiếm giữ đá Chữ Thập ngày 31 tháng 1, đá Châu Viên ngày 18 tháng 2, đá Ga Ven ngày 26 tháng 2, đá Tư Nghĩa ngày 28 tháng 2, đá Subi ngày 23 tháng 3. Hải quân Việt Nam đưa vũ khí khí tải ra đóng giữ tại đá Tiên Nữ ngày 26 tháng 1, đá Lát ngày 5 tháng 2, đá Lớn ngày 6 tháng 2, đá Đông ngày 18 tháng 2, đá Tốc Tan ngày 27 tháng 2, đá Núi Le ngày 2 tháng 3, bước đầu ngăn chặn được hành động mở rộng phạm vi chiếm đóng của Hải quân Trung Quốc ra các đảo lân cận. Phía Việt Nam dự kiến Trung Quốc có thể chiếm thêm một số bãi cạn xung quanh cụm đảo Sinh Tồn, Nam Yết và phía đông kinh tuyến 115. Căn cứ vào tình hình xung quanh khu vực Trường Sa, Hải quân Việt Nam xác định Gạc Ba giữ vị trí quan trọng. Nếu để Hải quân Trung Quốc chiếm giữ thì họ sẽ khống chế đường tiếp tế của Việt Nam cho các căn cứ tại quần đảo Trường Sa. Vì vậy, Việt Nam hạ quyết tâm đóng giữ các đá Gạc Ba, Cô Linh và Len Đào. Trong khi đó, Hải quân Trung Quốc sau khi đưa quân chiếm đóng các dạn san hô Chữ Thập, Châu Viên, Ga Ven, Tư Nghĩa, cũng đang có ý đồ chiếm giữ các đá Gạc Ba, Cô Linh và Len Đào. Đầu tháng 3 năm 1988, Trung Quốc huy động lực lượng của hai hạm đội xuống khu vực quần đảo Trường Sa, tăng số tàu hoạt động ở đây thường xuyên lên từ 9 đến 12 tàu chiến. Lúc 19 giờ ngày 11 tháng 3, tàu HQ-604 rời cảng ra đá Gạc Ba để thực hiện nhiệm vụ trong chiến dịch. Ngày 12 tháng 3, tàu HQ-605 do thuyền trưởng Lê Lệnh Sơn chỉ huy, được lệnh từ đá Đông đến đóng giữ cắm cờ trên đá Len Đào lúc 5 giờ ngày 14 tháng 3 sau 29 tiếng hành quân, thực hiện nhiệm vụ đóng giữ. 9 giờ ngày 13 tháng 3, tàu HQ-604 của thuyền trưởng Vũ Phi Trừ và tàu HQ-505 của thuyền trưởng Vũ Huy Lễ được lệnh từ đá Lớn tiến về phía Gạc Ba và Cô Linh.
phối hợp với hai tàu HQ-505 và HQ-604 có hai phân đội công binh, quân số 70 người, thuộc Trung đoàn Công binh 83, và 4 tổ chiến đấu 22 người, thuộc Lữ đoàn 146, do Trần Đức Thông, Phó Lữ đoàn trưởng chỉ huy. 16 giờ 20 ngày 13 tháng 3, tàu HQ-604 đã đến địa điểm thả neo cách đảo Gạc Ma chừng 100m. Sau khi thả neo 30 phút, tàu hộ vệ tên lửa 502 của Hải quân Trung Quốc từ đá Huy Gơ, tức đá Tư Nghĩa, chạy về phía Gạc Ma, có lúc đôi bên chỉ cách nhau 500m, dùng loa đe dọa, thông báo đây là lãnh thổ của Trung Quốc, yêu cầu quân Việt Nam rút lui. Tàu HQ-604 cũng đáp trả lại, yêu cầu tương tự và kiên trì neo giữ cạnh đá Gạc Ma. Còn chiến hạm của Trung Quốc cùng một hộ vệ hạm, hai hải vận hạm thay nhau cơ động chạy quanh đá Gạc Ma. Trước tình hình căng thẳng do Hải quân Trung Quốc gây ra, lúc 21 giờ ngày 13 tháng 3, Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam chỉ thị cho các lực lượng quyết giữ vững các đá Gạc Ma và Cô Lìn. Tàu HQ-604 cùng lực lượng công binh Trung đoàn 83 đã dùng xuồng chuyển vật liệu lên đá Gạc Ma vào đêm 13 tháng 3. Tiếp đó lực lượng của Lữ đoàn 146 bí mật đổ bộ, cắm cờ Việt Nam và triển khai 4 tổ phòng vệ. Lúc này, Trung Quốc điều thêm 2 hộ vệ hạm trang bị pháo 100mm đến tăng viện, yêu cầu phía Việt Nam rút khỏi đá Gạc Ma. Ban chỉ huy tàu 604 họp nhận định Trung Quốc có thể dùng vũ lực can thiệp nên đã đề ra kế hoạch và quyết tâm bảo vệ Gạc Ma. Sau những khiêu khích trên biển, chúng ta cùng phân tích về tương quan lực lượng giữa hai nước lúc bấy giờ. Ngày 14 tháng 3 năm 1988, chiến sự diễn ra tại khu vực các đá Gạc Ma, Cô Lìn và Len Đào. Trung Quốc có 3 tàu khu trục gồm tàu khu trục 556, tàu khu trục 531 và tàu khu trục 502. Phía Việt Nam có 3 tàu vận tải không vũ trang HQ-505 và 2 tàu vận tải loại 500 tấn là HQ-604, HQ-605. Trung Quốc chiếm ưu thế hoàn toàn về lực lượng. Họ có 3 tàu chiến chuyên dụng trang bị đầy đủ hỏa lực đại bác cỡ lớn, có thể bắn vào mục tiêu từ tầm xa trên 20 km. Trong khi đó, phía Việt Nam chỉ có 3 tàu vận tải không vũ trang, hỏa lực chỉ có súng cá nhân như AK-47, tầm bắn chỉ được vài trăm mét. Khi xảy ra hải chiến, tàu Trung Quốc có thể đứng từ xa nã đạn vào tàu Việt Nam mà không bị đối phương bắn tới. Phía Việt Nam thì không thể tấn công tàu Trung Quốc, mà chỉ có thể dùng vũ khí cá nhân để bắn xuồng đổ bộ, ngăn Trung Quốc đổ quân lên chiếm đảo. Và thực tế trận đánh diễn ra đúng như vậy. Tại đá Gạc Ma, ngày 14 tháng 3, lúc 2 giờ sáng, một bộ phận công binh trên tàu HQ-604 đã xuống tìm và lựa chọn địa điểm xây dựng cột cờ. Đến 5 giờ sáng, lực lượng Việt Nam giữ cờ và bảo vệ, ngoài 20 công binh còn có 5 chiến sĩ với 2 khẩu AK. Trên tàu, Trung tá Trần Đức Thông gọi các đơn vị thức dậy để ăn sáng, chuyển vũ khí dưới hầm tàu lên lau chùi và chuẩn bị chiến đấu nếu Trung Quốc nổ súng trước. Khoảng 6 giờ sáng, Hải quân Trung Quốc phát hiện, lập tức điều 4 tàu chạy đến, bao gồm tàu khu trục và tàu hộ vệ tên lửa. Một tàu đậu ở xa, còn 3 tàu áp sát chừng 200-300m. Tàu Trung Quốc chĩa súng vào tàu HQ-604 và quân Việt Nam, đe dọa và yêu cầu tất cả rút khỏi đảo. Nhưng công binh Việt Nam vẫn làm việc bình thường, dùng thuyền chở vật liệu ra đảo xây dựng, còn tổ bảo vệ thì làm nhiệm vụ cảnh giới. 30 phút sau, tàu Trung Quốc cho lính có vũ trang dùng xuồng máy đổ bộ xuống đảo. Lực lượng này gồm một chỉ huy mang súng ngắn, 48 lính mang AK, một lính mang điện đàm. Lính Trung Quốc bao vây theo thế vòng cung men theo bãi san hô. Những chỗ vòng vây gần nhất, hai bên cách nhau chỉ chừng 1m. Các chiến sĩ Hải quân Việt Nam đứng thành vòng tròn quanh lá cờ Việt Nam. Chỉ huy cụm đảo là Trần Đức Thông ra lệnh cho các thủy thủ từ tàu HQ-604 tiến về bảo vệ bãi đá, hình thành tuyến phòng thủ, hỗ trợ đồng đội không cho đối phương tiến lên. Phía Việt Nam đang làm nhiệm vụ xây dựng nên 25 chiến sĩ chỉ mang theo 2 khẩu AK-47. Gần 40 chiến sĩ chi viện cũng chỉ mang một số dụng cụ như xà beng xẻng cuốc, nhưng vẫn cố gắng bảo vệ cờ trước lính Trung Quốc. Hai bên giằng co với nhau bằng tay không một hồi. Sau đó sĩ quan Trung Quốc nổ súng bắn chỉ thiên nhưng không có tác dụng, phía Trung Quốc bắt đầu hành động mạnh tay hơn. Theo phía Việt Nam, hạ sĩ Nguyễn Văn Lanh bị lê đâm, sau đó bị bắn trọng thương. Thiếu úy Trần Văn Phương bị bắn tử thương. Một số tài liệu ghi chép rằng, trước khi chết ông đã hô, hãy để máu của mình thắm trên lá cờ Tổ quốc, thà hy sinh tất cả, quyết không để mất đảo. Do Hải quân Việt Nam kiên quyết bám trụ, tốp lính Trung Quốc trên đảo đã rút về tàu, dùng 2 chiến hạm bắn pháo vào tàu HQ-604. Tàu Trung Quốc đồng thời nhả đạn, hỏa lực gồm đủ loại từ trọng liên 12,7mm, pháo 37mm cho tới pháo 76,2mm, pháo 100mm, bắn vào tàu HQ-604 và lính Việt Nam trên đảo. Sau loạt đạn, gần như toàn bộ lính Việt Nam trên đảo không được trang bị vũ khí đều đã tử trận. Sau đợt pháo kích, Hải quân Trung Quốc cho xuồng đổ bộ tấn công phía Việt Nam.
thuyền trưởng Vũ Phi Trừ, chỉ huy quân trên tàu sử dụng các loại súng AK-47 và B-40 đánh trả quyết liệt khiến nhiều lính Trung Quốc thương vong, buộc đối phương phải bỏ xuồng, nhảy xuống biển bơi trở về tàu. Hải quân Việt Nam vừa chiến đấu, vừa tổ chức băng bó cứu chữa thương binh, hỗ trợ các chiến sĩ bảo vệ khu vực cắm cờ. Trung Quốc tiếp tục nã pháo cho đến khi tàu HQ-604 của Việt Nam bị thủng nhiều lỗ và chìm dần xuống biển. Lữ đoàn phó Trần Đức Thông, thuyền trưởng Vũ Phi Trừ cùng một số thủy thủ trên tàu đã tử trận cùng tàu HQ-604 ở khu vực đá Gạc Mà. Khi trời sáng, quân Trung Quốc rút khỏi đá Gạc Mà. Lúc này trung sĩ Lê Hữu Thảo và một số người còn lành lặn đã bơi ngược lại, tìm xác đồng đội và cấp cứu chiến sĩ bị thương. Chiếc xuồng vận tải bị đạn bắn thủng, trung sĩ Thảo phải xé áo nhét lại để chèo chở thi thể trung úy Phương và thương binh Lanh về hướng tàu HQ-505. Đầu giờ chiều, xuồng của HQ-505 đến nơi, đưa các chiến sĩ về đảo Cô Linh. Trưa ngày 14 tháng 3, máy bay của Việt Nam bay trên bầu trời Gạc Ma nhưng tàu Trung Quốc đã đi khỏi. Hai ngày sau, tức là ngày 16 tháng 3, Trung Quốc bí mật đổ bộ lên Gạc Ma, chiếm đóng từ đó cho đến nay. Tại đá Cô Linh, 19 giờ ngày 13 tháng 3 năm 1988, tàu HQ-505 lúc này đang thả neo ở mép đá Cô Linh. Thuyền trưởng Vũ Huy Lễ gọi các sĩ quan họp riêng và nhận định, sáng mai có thể đụng độ, mọi người chuẩn bị tinh thần chiến đấu, tăng cường đi ca để quan sát mục tiêu trên biển. 5 giờ sáng ngày 14 tháng 3 năm 1988, thuyền trưởng Vũ Huy Lễ báo thức toàn tàu, cử 3 tổ chiến sĩ bơi vào đá Cô Linh để cắm cờ Việt Nam ở ba góc. Việc này kéo dài hơn 1 tiếng do phải dùng xà beng phá đá san hô làm lỗ cắm cờ. Khi cắm cờ xong thì trời tảng sáng, Trung Quốc phát hiện đã điều 2 tàu khu trục từ phía đá Huy Gơ chạy xuống. Gần 8 giờ sáng, hai tàu khu trục Trung Quốc liên tục nã pháo vào HQ-505, đạn pháo bắn vào buồng thông tin và hầm máy, khiến hệ thống liên lạc bị cắt, máy bị hỏng, tàu bị trôi xa khỏi đảo hơn 1 hải lý. Pháo 85 và 100mm trên tàu Trung Quốc vẫn không ngừng nã đạn, khiến tàu Việt Nam bốc cháy. Quân Việt Nam trên bom vừa dập lửa vừa bắn trả, nhưng pháo của tàu lúc ấy chỉ là pháo 40mm, không với tới được tàu Trung Quốc. Lúc này HQ-505 đã nghiêng và có nguy cơ chìm. Thuyền trưởng Vũ Huy Lễ quyết định phải sửa chữa bằng được máy móc để đưa tàu ủi bãi lên đảo. Tàu HQ-505 dài gần 100m, rộng 28m, 2/3 thân tàu trưởng được lên đá vào khoảng 8 giờ 20 phút. Đúng lúc đó, tàu chiến Trung Quốc tiếp tục nã đạn. Thuyền trưởng Vũ Huy Lễ yêu cầu hủy tài liệu mật, sơ tán khỏi tàu nhằm hạn chế thương vong, đồng thời chuyển vũ khí lên đảo để chuẩn bị tác chiến. Khoảng 9 giờ, các tàu Trung Quốc tấn công đợt 2 khiến hầm dầu cháy lớn không dập tắt được. Sau 30 phút tàu Trung Quốc ngừng bắn. Lúc này, nhìn qua ống nhòm sang Gạc Ma, phát hiện nhiều đồng đội trôi nổi trên biển cùng một chiếc xuồng. Thuyền trưởng Vũ Huy Lễ cử một tiểu đội dùng xuồng cao su cấp tốc chạy sang. Đến 15 giờ chiều, đã đưa về được 45 thương binh và một số thi hài đồng đội. Khoảng 16 giờ, trong lúc có hai tàu khu trục Trung Quốc lởn vởn xung quanh, tàu HQ-671 của Việt Nam treo cờ chữ thập lùi vào bãi, nhận thương binh liệt sĩ đưa về đảo sinh tồn, để lại 9 chiến sĩ bám trụ ở Cô Linh, do thuyền trưởng Vũ Huy Lễ chỉ huy, đã hoàn thành nhiệm vụ giữ chủ quyền bãi đá này. Tàu HQ-505 được thả cho chìm tại trận vì mọi nỗ lực đều không cứu được. Tại bãi đá Len Đào, tàu vận tải HQ-605 hành quân đến đây lúc 5 giờ sáng ngày 14 tháng 3. Đây là tàu nhỏ trọng tải 400 tấn, cao 13m, dài 49,5m, chuyên chở hàng hóa với quân số chỉ có 18 người, trang bị thô sơ gồm súng AK và B-40. Ngay khi vừa thả neo định vị, thuyền trưởng Lê Lệnh Sơn ra lệnh cho một tổ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ cắm cờ. Thuyền phó là Trung úy Phan Hữu Doan làm tổ trưởng, đã nhổ cờ Trung Quốc cắm trước đó và thay thế bằng cờ Việt Nam. Khoảng 20 phút sau, tàu hộ vệ tên lửa 502 của Trung Quốc áp sát với khoảng cách 500-700m, chĩa pháo sang uy hiếp tàu Việt Nam. Chiến hạm Trung Quốc phát loa đe dọa buộc phía Việt Nam phải rời khỏi vùng biển. Tàu HQ-605 cũng phát loa đáp lại, đây là chủ quyền của Việt Nam, yêu cầu tàu Trung Quốc rút lui khỏi khu vực này. Tàu Trung Quốc lập tức chĩa thẳng tất cả dàn hỏa lực vào tàu Việt Nam và sẵn sàng khai hỏa. Trước sự đe dọa cực kỳ nguy hiểm, thuyền trưởng Lê Lệnh Sơn vẫn bình tĩnh, yêu cầu các chiến sĩ giữ vững vị trí. Sau khi đe dọa không thành công, chiến hạm Trung Quốc lùi dần khỏi tầm súng bộ binh của tàu HQ-605. Thuyền trưởng Lê Lệnh Sơn nhìn qua ống nhòm, thấy tàu HQ-604 bốc cháy rồi chìm dần. Lúc 7 giờ 50 phút, ông ra lệnh chuẩn bị lao lên bãi Len Đào vì biết sẽ khó tránh chiến sự leo thang. Đúng lúc đó, máy tàu lại trục trặc, nguyên nhân do con tàu đã quá cũ. Rất may, các chiến sĩ phòng máy đã sửa chữa được. Thấy HQ-605 nổ máy, tàu hộ vệ tên lửa 556 của Trung Quốc điên cuồng bắn phá. Trung sĩ Bùi Duy Hiền tử trận, thuyền trưởng Lê Lệnh Sơn bị bỏng ở mặt, đạn găm sâu vào chân. Thuyền phó Phan Hữu Doan ở gần vị trí pháo nổ, bị bỏng toàn thân, mảnh đạn găm sâu vào mặt nhưng vẫn cố gắng chiến đấu. Khoảng hơn 8 giờ, thuyền trưởng Lê Lệnh Sơn ra lệnh ủi tàu lên bãi Len Đào. Đúng lúc này,
Hải quân Trung Quốc khai hỏa mãnh liệt theo kiểu cố sát. Tàu HQ-605 mất khả năng điều khiển, bốc cháy dữ dội. Nếu chủ lại tàu, tất cả sẽ hy sinh và chủ quyền Land Down cũng khó giữ. Thuyền trưởng Lê Lệnh Sơn buộc phải ra lệnh rời tàu, nhảy xuống biển. Thuyền phó Phan Hữu Doan trọng thương quá nặng nên chỉ trụ được trên biển vài giờ rồi mất. Tàu HQ-605 chìm hẳn lúc 6 giờ ngày 15 tháng 3, thủy thủ đoàn còn sống sót bơi về đảo sinh tồn. Chiến dịch chủ quyền năm 1988. Sau trận đánh, Việt Nam lên kế hoạch giành lại các đảo với tên gọi chiến dịch là CQ-88, chỉ sử dụng các lực lượng vận tải và công binh, thực hiện đóng quân bảo vệ chủ quyền, không gây xung đột quá lớn để Trung Quốc tạo cớ đánh chiếm toàn bộ quần đảo, bởi khi đó lực lượng của Việt Nam trên quần đảo rất mỏng, khó chống đỡ nếu Trung Quốc huy động toàn bộ hạm đội Nam Hải tham chiến. Trong ngày 15 tháng 3 năm 1988, chỉ một ngày sau trận đánh, Việt Nam cho quân đóng giữ một vị trí rất quan trọng là Đá Núi Thị. Đến ngày 16 tháng 3, Việt Nam tiếp tục cho quân đóng giữ đảo Đá Nam. Một tháng sau sự kiện ngày 14 tháng 3, con tàu không số của Lữ đoàn 125 chở theo 35 lính công binh và 7 lính hải quân của đơn vị Lữ đoàn công binh E-83 quay lại quần đảo Trường Sa. Vũ khí chỉ có súng B-40, lựu đạn mỏ vịt, mìn chống tăng. Mỗi chiến sĩ đều được phát sẵn một bao tử thi để chuẩn bị cho mình nếu hy sinh. Từ 2 giờ sáng, Hải quân Việt Nam bí mật cho xuồng nhỏ vào thăm dò, rồi tiếp cận Land Down và Gạc Ma. Tuy nhiên quân Việt Nam chỉ có thể cắm cờ lên đảo Land Down. Tại Gạc Ma, phía Trung Quốc đã xây nhà cấp tốc, răng lưới điện xung quanh đảo, nên quân Việt Nam không tiếp cận được. Khi trời sáng, phát hiện Việt Nam cắm cờ ở Land Down, Trung Quốc cho 7 tàu chiến và vô số xuồng nhỏ bao vây. Trận chiến rất dễ xảy ra giống như một tháng trước. Nhưng lúc này, 7 máy bay chiến đấu của Việt Nam bay từ đất liền ra đe dọa. Thấy máy bay chiến đấu của Việt Nam, ngay lập tức phía tàu Trung Quốc tản ra. Công binh Việt Nam tiếp tục xây dựng công sự, bảo vệ vững chắc bãi đá Land Down cho đến ngày nay. Tổng cộng trong năm 1988, Việt Nam xác nhận chủ quyền thêm 11 bãi đá, và con số đóng giữ đã lên trên 30 đơn vị tính đến nay. Trong trận chiến ngày 14 tháng 3 năm 1988, phía Trung Quốc thống kê họ đã bắn tổng cộng 285 viên đạn pháo 100mm, 266 viên đạn pháo 37mm, chưa kể các cỡ đạn nhỏ. Phía Việt Nam pháo lớn nhất là 40mm, ngoài ra có thêm các loại vũ khí cá nhân như AK-47 và B-40. Thiệt hại của Việt Nam bao gồm 2 tàu bị bắn chìm trên biển, 1 tàu bị bắn hỏng được cho ủi bãi, 3 người tử trận, 70 người bị mất tích, 11 người khác bị thương. Sau này Trung Quốc đã trao trả cho phía Việt Nam 9 người, 61 người vẫn mất tích và được xem là đã tử trận. Theo một số tài liệu, khi tàu của Việt Nam bị đánh đắm, tàu chiến Trung Quốc chặn tàu của Hội Chữ Thập Đỏ, không cho đến cứu thương binh đang trôi nổi trên biển. Đây là một sự vi phạm những điều luật cơ bản nhất về chiến tranh của luật pháp quốc tế. Theo phía Trung Quốc giải thích, khi các tàu của họ đang bỏ neo để yểm trợ cho một nhóm nghiên cứu thăm dò dầu mỏ, thành viên bao gồm cả một phái đoàn Liên Hợp Quốc, Hải quân Việt Nam đã nổ súng tấn công trước, vì thế Hải quân Trung Quốc bắt buộc phải tự vệ. Tuy nhiên, Liên Hiệp Quốc cho biết, họ không có công tác khảo sát nào ở Trường Sa. Trung Quốc cho rằng, chủ trương ban đầu của họ là chỉ chiếm đóng các hoang đảo, không tranh chấp các đảo đã có lực lượng nước ngoài. Bắc Kinh đưa ra quan điểm về đường chín đoạn, cho rằng đó là vùng lãnh hải của họ. Đa phần dư luận Trung Quốc coi rằng, cuộc chiến ngày 14 tháng 3 năm 1988 là chính đáng, thể hiện tinh thần chủ quyền dân tộc của đất nước Trung Hoa. Trong suốt thời gian chiến sự, Hải quân Liên Xô đóng ở Cam Ranh đã không can thiệp. Việc này được cho là do nội bộ Liên Xô đang rối loạn nghiêm trọng. Họ muốn kết thúc chiến tranh lạnh với phương Tây, đồng thời muốn xích lại gần Trung Quốc. Trước đó, giữa Việt Nam và Liên Xô đã ký hiệp ước liên minh quân sự song phương. Tuy nhiên, Việt Nam không đồng ý đưa đầu đạn hạt nhân vào cảng Cam Ranh để tránh nguy cơ chiến tranh hạt nhân về sau. Điều này khiến Liên Xô rút khỏi hiệp định sớm 4 năm. Do vậy, đến năm 1988, Liên Xô không còn nghĩa vụ điều động quân đội hỗ trợ Việt Nam như cuộc chiến năm 1979. Một số học giả cho rằng, sự việc này tương đối giống trường hợp Việt Nam Cộng Hòa trong sự kiện Hoàng Sa năm 1974, khi hạm đội 7 Hoa Kỳ không hỗ trợ Việt Nam Cộng Hòa giao chiến với Trung Quốc, thậm chí từ chối cả việc cứu những thủy thủ trôi giạt trên biển. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo trên hành trình tái hiện lại dòng lịch sử của người Việt.